Đàm Tùng vận vào vai cô gái 17 tuổi ở tuổi 34 được cả mạng khen ngợi. Sự quyến rũ của cô ấy là gì? Thuộc cẩm nhân gia vừa ra mắt cho phép Đàm Tùng vận 34 tuổi một lần nữa thử sức với vai cô gái 17 tuổi. Sự lựa chọn nhân vật này khiến người xem lần đầu phải rùng mình. Giải trí trong nước chơi gái thường xuyên bị rải khắp nơi, ngay cả với danh tiếng xuất sắc, Dương Tử cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên, điều gây sốc là không có một bình luận tiêu cực nào trong phần bình luận của gia tộc Su Jin. Khán giả vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của Đàm Tùng Vận như thể họ đã hoàn toàn quên mất tuổi thật của cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải chăng khán giả có tiêu chuẩn kép? Với thái độ không rõ ràng, tôi quyết định tự mình một tập. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng vận quả thực không có gì ấn tượng. Nếu không nói cô ấy 34 tuổi thì bạn hoàn toàn không biết. Mỗi nụ cười, mỗi động tác của cô đều hoàn toàn phù hợp với hình ảnh cô gái 17 tuổi, không hề có chút ngượng ngùng hay biểu cảm nào. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy hoàn hảo và mượt mà, cứ như thể cô ấy chính là ký anh anh vậy. Cảnh quay của cả bộ phim cũng rất đẹp, tựa như tiểu thuyết nông nghiệp đã chuyển thành hiện thực, khiến người ta mê mẩn. Hơn nữa, Nam chính lại là nam diễn viên thực lực trịnh nghiệp thành, cả hai đều khiến người ta cảm thấy thoải mái với lời thoại cũng như kỹ năng diễn xuất của mình. Bộ phim này không chỉ đáng xem mà còn là một kiệt tác có thể gây được tiếng vang trong lòng khán giả. Diễn sự thật tuổi tác không phải là xiềng xích hạn chế sự phát triển của diễn viên mà chính kỹ năng diễn xuất chân chính mới là chìa khóa để chinh phục khán giả nếu bạn vẫn đang do dự có nên theo dõi bộ phim này hay không bạn có thể đến xem màn trình diễn của đàm tùng vận trước tôi tin rằng bạn cũng sẽ bị cô ấy thu hút sâu sắc kỹ năng diễn xuất của đàm tùng vận nhận được nhiều lời khen ngợi này bạn biết gì không Kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận được khán giả nhất trí khen ngợi, hầu như không ai tìm ra lỗi. Việc này được thực hiện như thế nào? Thực tế, diễn xuất của cô ấy rất tự nhiên, không có những biểu cảm, động tác cường điệu. Dù đã 34 tuổi nhưng khi vào vai cô gái 17 tuổi, sức sống trẻ trung và sự ngây thơ của cô thực sự rất tốt. Xem cô ấy bí quyết để trở nên nữ tính của đàm tùng vận điều này không thể tách rời khỏi khả năng diễn xuất tuyệt vời của cô cô là một diễn viên kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm trong làng giải trí từ những bộ phim truyền hình dành cho giới trẻ trong khuôn viên trường cho đến những bộ phim cổ trang đàm tùng vận đã đóng nhiều vai khác nhau khí chất và sự gần gũi của cô ấy rất đáng yêu dù cô ấy tham gia bộ phim nào lần này việc cô thử thách lại vai nữ sinh trong thổ cẩm tứ xuyên cũng không thành vấn đề ngoài những nguyên nhân khách quan này tính nữ tính của chính đàm tùng vận cũng là một yếu tố then chốt quả thực khá kỳ diệu diễn viên đàm tùng vận trông trẻ hơn một cách diễn đạt thông tục hơn của câu này có thể là một số người vẫn trông như những đứa trong khi một số người lại tỏ ra rất chín chắn và ổn định khi đến tuổi trưởng thành sự khác biệt này đôi khi khó có thể che giấu chỉ bằng cách trang điểm đàm tùng vận là kiểu người dường như không bao giờ trưởng thành khuôn mặt trẻ con của cô ấy thật ngây thơ như thể thời gian không thể đứng yên với cô ấy đôi mắt to ngấn nước và nụ cười méo mó khiến người ta cảm thấy cô có thể trở lại hình dáng thiếu nữ bất cứ lúc nào bí quyết để trở nên nữ tính của đàm tùng vận trên thực tế vẻ ngoài nữ tính độc đáo của đàm tùng vận liên quan nhiều đến hình dáng khuôn mặt và các đường nét trên khuôn mặt của cô cô ấy có khuôn mặt e baby ra tiêu chuẩn với các đường nét trên khuôn mặt đặc biệt tròn trịa chiếc cằm nhỏ và thanh tú cùng với đôi mắt to thông minh và chiếc mũi nhỏ nhắn cô ấy đặc biệt là khuôn miệng nhỏ và mỏng càng khiến cô trông ngây thơ hơn khi cười ngoài ra biểu cảm và động tác của cô khi diễn rất tự nhiên mượt mà mọi chi tiết đều vừa phải không hề có cảm giác lúng túng hay giả tạo chút nào kỹ năng về mắt của đàm tùng vận thật tuyệt vời nhìn cô ấy cười gây rắc rối tức giận và giận dữ trong phim bạn sẽ có cảm giác rằng cô ấy chỉ là một cô gái thực sự và bạn hoàn toàn không thể biết được tuổi thật của cô ấy điều tuyệt vời nhất ở đàm tùng vận là cách chơi mắt của cô ấy đôi mắt của cô dường như có thể nói được truyền tải nhiều cảm xúc khác nhau cho dù đó là sự thông minh và nghịch ngợm của một cô gái mới lớn sự ngây thơ và dễ thương của một cô gái ngu ngốc hay thậm chí là sự mạnh mẽ và dịu dàng cô ấy đều có thể thể hiện điều đó một cách chính xác bằng đôi mắt của mình chỉ cần nhìn vào mắt cô cũng có thể cảm nhận được những thay đổi cảm xúc đa dạng của nhân vật nhưng rồi một lần nữa dù diễn viên có giỏi đến đâu thì tất cả cũng vô ích nếu bộ phim không thành công kỹ năng diễn xuất của đàm tùng vận rất tốt chất lượng của bộ phim thục cẩm nhân gia cũng có thể vượt qua thử thách sự kế thừa và phát huy văn hóa thổ cẩm thục xét cho cùng thổ cẩm tứ xuyên không chỉ là một bộ phim truyền hình cổ trang thông thường điều nó muốn thể hiện còn sâu sắc hơn nhiều so với việc thể hiện quan điểm xã hội và số phận của các nhân vật thời đường nhiệm vụ quan trọng hơn là phát huy và kế thừa di sản văn hóa phi vật thể trong vở kịch kỹ năng dệt thổ cẩm của người thục thông qua xưởng dệt thổ cẩm của ký anh anh ekip đã cho mọi người xem chi tiết toàn bộ quy trình làm thổ cẩm của thục từ công nghệ dệt tiên tiến đến cách kết hợp màu sắc tinh tế cho đến thiết kế hoa văn phức tạp và có thể thay đổi mọi khía cạnh đều phản ánh sự tuyệt vời và độc đáo của công nghệ dệt thổ cẩm su điều này không chỉ muốn mọi người ngưỡng mộ sự khéo léo sáng tạo của người xưa mà còn mong khơi dậy sự chú ý của mọi người và trân trọng kỹ năng cổ xưa này một cách giải thích mới về nghề thủ công truyền thống Suy cho cùng, xã hội hiện nay đang phát triển rất nhanh và nhiều nghề thủ công truyền thống gần như bị mai một. Thổ cẩm tứ xuyên sử dụng nghệ thuật để khiến mọi người phải xem xét lại và suy nghĩ về tầm quan trọng của văn hóa truyền thống. Điều này có ý nghĩa rất lớn. Thổ cẩm Thục, ekip đã đầu tư rất nhiều công sức vào phần đạo cụ và cảnh quay. Họ đặc biệt mượn chiếc ở khung cửi gỗ xia Hoa Lô rất quý giá từ thời nhà thanh từ bảo tàng theo thổ cẩm su ở thành đô. chiếc máy này là loại máy dệt duy nhất còn được sử dụng trên thế giới. đồng thời, ekip còn mời những di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt về dạy cho các diễn viên kỹ thuật dệt thổ cẩm truyền thống. máy quay đã ghi lại cảnh các diễn viên đang học cách dệt và nhuộm tấm thảm thái độ nghiêm túc và sự phục hồi các chi tiết này khiến toàn bộ vở kịch có cảm giác rất lịch sử. khi xem phim, khán giả không chỉ được thưởng thức cốt truyện mà còn được cảm nhận chân thực về cuộc sống cảnh lao động của người xưa. trong bối cảnh đó, điều đáng khen nhất ở thổ cẩm tứ xuyên là nó đã tòa những câu chuyện truyền cảm hứng. con đường phát triển và kế thừa vô hình biên kịch không chỉ dừng lại ở chủ đề di sản vô hình mà lồng ghép nó vào quá trình trưởng thành của các nhân vật khiến nội dung toàn bộ phim trở nên sinh động và phong phú hơn bối cảnh của câu chuyện lấy bối cảnh vào cuối thời nhà đường một thời kỳ hỗn loạn nhưng cũng đầy cơ hội do tình hình hiện tại hỗn loạn và sự xâm lược của kẻ thù nước ngoài gia đình di nơi ký anh anh sống phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có là người thừa kế duy nhất của gia đình ký anh anh gánh trên vai trách nhiệm nặng nề trong việc bảo vệ công việc kinh doanh của gia đình và kế thừa các kỹ năng cô đã trưởng thành từ một cô gái non nớt trở thành người dẫn đầu ngành dệt thổ cẩm tứ xuyên con đường trưởng thành của cô không chỉ là lịch sử đấu khó khăn mà những người thợ thủ công thời xưa đã trải qua con đường phát triển bền bỉ của ký anh anh ký anh anh thực sự thể hiện tinh thần xuất sắc trong nghề thủ công của thế hệ thợ thủ công lớn tuổi vì trách nhiệm gia đình cô cũng làm việc chăm chỉ mà không hề phàn nàn đặc biệt khi gặp sự xâm lược của kẻ thù nước ngoài tình cảm yêu nước chợt trỗi dậy khi biên kịch thể hiện nhân vật kỹ anh doanh trọng tâm là thể hiện quá trình trưởng thành của một người phụ nữ cổ đại khi đó là xã hội mà nam giới thượng đẳng hơn nữ giới nhưng ký anh anh không chọn cách chịu đựng trong im lặng mà thay vào đó cô dùng trí thông minh và lòng dũng cảm của mình hết lần này đến lần khác vượt qua khó khăn và nhận ra giá trị của bản thân tinh thần bất khuất và dũng cảm này dường như đang truyền cảm tuy nhiên vở kịch không né tránh bối cảnh lịch sử tàn khốc sự trưởng thành của ký anh anh không hề thuận buồm xuôi gió, cô phải đối mặt với sự phản bội từ gia đình, sự hiểu lầm từ người yêu và thậm chí cả ánh mắt của kẻ thù nước ngoài. Phản công tích cực và phản ánh cuộc sống Những tình huống khó xử này làm cho cốt truyện trở nên thắt nút và căng thẳng hơn. Nhưng cuối cùng, lòng tốt và công lý đã đánh bại sự lừa dối và âm mưu, khi anh anh đã giành được sự tôn trọng và công nhận của người khác nhờ nỗ lực của chính mình điều này cũng truyền tải một thái độ tích cực đối với cuộc sống chỉ cần bạn tuân thủ các giá trị đúng đắn và không từ bỏ hy vọng trước nghịch cảnh một ngày nào đó bạn sẽ mở ra ánh sáng của chính mình đối với con người hiện đại bộ phim này phép chúng ta xem xét lại vùng đất dưới chân mình để khám phá và trân trọng những kho báu ẩn giấu sau thời gian